chúng tôi xin mời bài phát biểu của bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Minh Hà, thầy thuốc ưu tú, nguyên chánh văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ Thận Chỉ Đạo Hà Nội. Xin mời. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo liên hiệp khoa học công nghệ thông tin ứng dụng UIA. Kính thưa các quý vị đại biểu và khách mời. Tôi là bác sĩ Tây y được đào tạo chính quy. Khi học ở Đại học Y khoa thì chúng tôi cũng được học Đông y. Trong điều trị, tôi luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ là phải biết kết hợp y học cổ truyền dân tộc với y học hiện đại để xây dựng một nền y học của ta nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hôm nay được chứng kiến Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Nhân buổi khai mạc, khai trương, tôi nhận thức 10% dân số của nước ta đang già hóa và chúng ta đang tinh tiến đến con số 10%. Sự già hóa dân số kèm theo các bệnh không lây như chúng ta đã nghe các vị phát biểu khi trước. Ứng dụng việc bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm bước đầu mang lại hiệu quả mà lại đơn giản, không phải làm nhiều xét nghiệm, không tốn nhiều công sức của bệnh viện, vì vậy cũng không tốn kém về kinh phí cho gia đình và xã hội. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ứng dụng hiện nay của đất nước, tôi rất hy vọng và rất tin tưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm sẽ thực hiện được nhiệm vụ của mình, sẽ góp phần giúp cho cộng đồng người có những chứng bệnh như chúng ta đã biết không phải nhập viện, không phải chờ đợi, không phải làm những xét nghiệm không cần thiết, góp phần làm giảm tải cho bệnh viện, nhất là đối với các đối tượng chính sách gắn liền với người cao tuổi. Tôi xin phép dừng tại đây, xin cảm ơn và xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.